rau mầm củ cải giàu chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hiệu quả. Rau mầm củ cải trắng còn thích hợp cho các chế độ ăn kiêng và giúp ngăn ngừa các nguy cơ ung thư. Rau mầm củ cải trắng có hàm lượng vitamin C cao gấp 29 lần trong sữa, vitamin A cao gấp 4 lần và hàm lượng canxi cao gấp 10 lần trong khoai tây. Đây cũng là một nguồn cung cấp dồi dào carotin, CHLOZOPHIL, đạm dễ tiêu. Rau mầm củ cải trắng thích hợp làm món salad hoặc ăn sống. Mầm củ cải trắng chứa hàm lượng vitamin E, C dồi dào giúp da thúc đẩy sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi da, tiêu diệt các tế bào gốc tự do giúp da trẻ trung hơn. Trong rau mầm củ cải trắng có nhiều enzyme giúp cơ thể hấp thụ thức ăn tốt, giảm cholesterol, tăng cường sức đề kháng. Rau mầm củ cải trắng được sử dụng trong việc chế biến thành các món ăn đa dạng như xào, nhúng lẩu, súp, các món cuốn, trộn salad hay ăn kèm cùng các loại bánh, thịt, hải sản. Hướng dẫn chuẩn bị gieo trồng hạt giống rau mầm củ cải trắng. Giá thể trồng, đất sạch, sơ dừa, mùn cưa. Hạt giống, chọn mua hạt giống rau mầm củ cải trắng tại các cửa hàng hạt giống có uy tín để nhận được những hạt giống rau mầm củ cải trắng chất lượng, tỷ lệ nảy mầm cao, đồng đều, đặc biệt không có chất bảo quản, chống mối mọt. Dụng cụ gieo trồng, khay trồng, bình tưới, giấy hút ẩm, hộp đựng, kéo sắt. Kỹ thuật gieo trồng hạt giống rau mầm củ cải trắng. Một, ngâm hạt giống rau mầm củ cải trắng trong nước ấm 2 sôi, 3 nguội từ 4, 6 tiếng. Sau khi ngâm thì rửa sạch để ráo trong khoảng 8 tiếng, đặt hạt nơi thoáng mát và tối. Chú ý trong quá trình để ráo nên xóc hạt để hạt khô ráo đều và nhanh nứt nanh, ra rễ đều hơn. Khi rễ hạt đã nhú tầm 1mm thì tiến hành gieo. Hai, cho lớp giá thể dày khoảng 2-3cm vào khay trồng, tưới nước vừa đủ ẩm bề mặt, dài đều hạt giống rau mầm củ cải trắng lên, tránh gieo trồng lên nhau làm giảm năng suất và dễ bị nấm mốc, phủ thêm một lớp giá thể bề mặt hạt. Kỹ thuật chăm sóc rau mầm củ cải trắng. Sau khi gieo 2 ngày, hạt giống rau mầm củ cải trắng đã mọc thành cây. Nhú lên khỏi mặt giá thể trồng thì đem khay ra đặt nơi có ánh sáng mặt trời. Vẫn tưới nước đều đặn 2 lần trên ngày để cây mầm phát triển. Tưới bằng cách phun sương. Trồng rau mầm cần ánh sáng vừa đủ, hạt giống cần gieo nơi thoáng mát, không đặt trực tiếp ngoài trời nắng, trời mưa.